Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Đề tài hôm nay thì mình sẽ gợi ý cho mọi người một cái cách nâng cấp dàn xem phim home cinema tại nhà, một cách đơn giản nhất mà mang lại hiệu quả tức thì luôn. Thì cách nó là như thế nào thì vô clip mình một mí nhé. Bắt đầu thôi. Ok, thì một cái dàn chiếu phim home cinema cơ bản thì của mọi người ở nhà sẽ gồm những gì nè. Đầu tiên là sẽ gồm một cặp loa phong nè, một cái loa center nè, một cặp loa surround nè. Rồi nếu một dàn nào mà nó chỉnh chu hơn xíu nữa sẽ có một cặp loa surround back, nó thành lại 7.1. Rồi ai mà chỉnh chu hơn xíu nữa, muốn nó ấy hơn xíu nữa sẽ có thêm bắt đầu từ 1 đến 2 cặp loa Dolby Atmos. Từ lúc đó nó sẽ thành 7.1.2 hoặc là 7.1.4. Đó. Quên, với có một cái subwoofer nữa mọi người. Thêm một subwoofer nữa thì là một dàn xem phim hoàn chỉnh. Và tất cả những cái loa đó mọi người sẽ kết nối qua đâu ạ? Kết nối qua một cái Amply receiver. Cái Amply receiver này là một thiết bị nó khá là đặc thù. Khi mọi người nâng cấp cái con loa cái Amply receiver này á, ví dụ như mọi người đang có một con X3800 của Denon tầm khoảng 30 mấy triệu á, nó đang xài đi ha. Thì cho dù mọi người có nâng cấp lên con 4700 nè hoặc là 6700 nè, thì thực tế nó chỉ, thứ nhất nó chỉ nâng cấp về hiệu ứng là một. Thứ hai là nó nâng cấp về cái số lượng kênh công suất. Ví dụ như con Denon 4700 đi ha, thì nó ra được hiệu ứng, nó hỗ trợ ra được hiệu ứng 11.2, mình nhớ là vậy. Tuy nhiên nó chỉ có 9 kênh công suất thôi, 9 kênh công suất thực thôi. Còn bắt đầu lên X6700 bắt đầu nó mới ra được 11 kênh công suất thực. Rồi, tuy nhiên có một cái, khi mọi người nâng cấp từ một cái con Denon X3800, 4800 gì đó, mọi người nâng cấp lên những con ly như là X8500 của Denon này, hoặc là những con ăn thầm rất là mắc tiền đến 100 mấy chục triệu, như cái con MRX và 1140 á, đó, cũng 100 mấy chục triệu, cực kỳ mắc luôn. Thì mọi người chỉ mang lại được cái gì ạ? Mang lại được những hình ảnh tốt hơn này, 8K này kia này, rồi những cái hiệu ứng tốt hơn này, và số lượng kênh công suất nhiều hơn, chẳng hạn như là 9 kênh, 11 kênh, từ 7 kênh lên 9 kênh, lên 11 kênh, lên 13 kênh, ví dụ vậy. Tuy nhiên có một cái thông số mà nó hoàn toàn không thay đổi khi mọi người nâng cấp Amply, mọi người biết là gì không? Đó là cái công suất trên một kênh gần như nó không thay đổi, cùng lắm lên nó chỉ liên quan được từ 140 đến 150 watt trên một kênh công suất thôi. Và nó, khi mọi người bỏ thêm tiền thì nó chỉ tăng số lượng kênh lên thôi, chứ không, nó hoàn toàn không tăng cái công suất trên một kênh đó ra. Chẳng hạn như nhảy lên 200-300 watt một kênh đi, thì mình không rõ là lý do tại sao hãng sẽ không làm được cái này, do không làm được hay là không muốn làm hay như thế nào đó, mà mình thấy công suất như kiểu tầm 150 watt một kênh cho cái Amply xem phim á là tối đa rồi, mình thấy cảm giác nó như tối đa rồi, trừ khi là xuống 6 ohm thôi, còn mình đang nói về 8 ohm á thì nó chỉ tầm 150 là hết cỡ rồi. Thì mình không rõ là do thiết kế, tại vì mình cũng không phải là kỹ sư về thiết kế về các cái Amply xem phim, mà mình chỉ là bên ứng dụng thôi, mình chỉ sử dụng nó như thế nào thôi. Thì mình cũng không rõ tại sao người ta lại không thiết kế cái cho một kênh công suất lớn hơn nữa, mà nó chỉ tăng số lượng kênh thôi. Vì vậy nên là cái cách mà để mình nâng cấp cái dàn chiếu phim nó đơn giản nhất, hiệu quả nhất, đó chính là mọi người xài cục đẩy áp dụng bên karaoke xa. Chẳng hạn như, ví dụ như bên mình hay xài đó là cục đẩy Crown, một cái thương hiệu đến từ tập đoàn Hackman, cũng rất nổi tiếng luôn, rất hiệu quả khi mọi người nâng cấp cho bộ dàn xem phim. Đặc biệt á, là với những mọi người nào mà đang xài cái dàn, mà cái dàn loa cột, cái cặp phong mọi người đang xài là cặp đứng, cặp stand floor á, cặp đứng. Chứ với những cặp nhỏ quá, với cái bộ nhỏ quá như là bookshelf thì mọi người nâng cấp nó sẽ không có đạt hiệu quả lắm. Đặc biệt với những khách nào mà đang xài phía loa phía trước là xài loa cặp đứng. Đó. Và đặc biệt hơn nữa là mọi người đang xài cái cặp đứng đó mà của thương hiệu Clip nữa, nó càng hiệu quả nữa, bởi vì Clip là một trong những cặp loa mình thấy nó ngốn công suất nhất, mình nó tốn công suất nhất. Mà công suất mình cho vào càng to thì âm thanh nó ra càng ấn tượng hơn. Bởi vì đây là mình đang nói về riêng lĩnh vực cinema, mình không nói về lĩnh vực nghe nhạc. Mọi người hiểu không? Mọi người để ý cho mình đang nói về lĩnh vực cinema, thì lĩnh vực cinema cần phải âm lượng lớn một tí, nó hiệu ứng nó ra mới đầy đủ, hiệu ứng nó ra mới tốt. Nếu mà công suất quá nhỏ như phần nghe nhạc, nghe những tiếng tí tách này kia, thì đó là bên nghe nhạc, mình không nói. Với xem phim
âm lượng phải lớn. Như mọi người vô rạp chiếu phim đi, âm lượng chắc chắn rất lớn, cực kỳ lớn lên. Để làm gì? Để khi mà âm lượng lớn lên á, thì mọi người thứ nhất âm lượng những cái mà tiếng động nhỏ mà nhà làm phim làm mọi người mới có thể nghe thấy được, và những cái hành động cháy nổ này kia thì nó mới tạo ra một cái thực tế, nó cảm giác thực tế hơn là việc mình mọi người mở quá nhỏ. Mà thật ra xem phim không ai mở nhỏ cả, xem phim mở nhỏ trừ những phim tình cảm mình không nói, với những phim mà đã có hiệu ứng cháy nổ này kia, đạn bắn này kia thì bắt buộc mọi người phải mở lớn, nghe nó mới đã, nghe nó mới chất. Đó thì với những mọi người mà đang sử dụng cái dàn clip, mọi người cứ tin mình đi, mọi người nâng cấp thử. Đầu tiên mọi người chưa tin mình đúng không, mọi người nâng cấp thử một cái âm ly 1-2 kênh thôi, cho cặp loa phong trước nó chỉ tầm khoảng 300W, mọi người kiếm một cái âm ly tầm khoảng 300W, 250-300W được rồi, không cần nhiều. Mọi người đẩy cho cặp loa phong đi, nó sẽ ra hiệu ứng âm thanh hoàn toàn khác biệt so với mọi người xài công suất trên âm ly. Đó, còn với có một cái lợi thế này nữa mà mọi người sẽ không biết, một cái lợi thế khi mọi người xài cái phần công suất riêng và mọi người chỉ tận dụng cái receiver trên cái con âm ly receiver, mọi người chỉ sử dụng cái rè á, mọi người sử dụng cái rè trên cái receiver rồi phần công suất thì mọi người sẽ xài qua đấy hết, thì có một cái lợi điểm rất lớn trong cái phần này, đó chính là việc tránh bị nhiễu. Tức là sao, khi mà cái phần công suất nó hoạt động á thì công suất nào cũng vậy thôi, kể cả bên karaoke, kể cả bên xem phim, nó đều tỏa nhiệt, nó nóng. Mà mọi người tưởng tượng một cái âm ly receiver hoạt động liên tục, mọi người chỉ cần mở nó lên thôi nó nóng rồi, mọi người chưa cần mở phim, mọi người chỉ cần mở lên cho nó hoạt động thôi là nó nóng rồi. Thì mọi người tưởng tượng cái độ nóng á, nếu mà mọi người xem phim trong thời gian dài nó sẽ rất là nóng. Nó một khi mà bắt đầu nó nóng rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần mạch rè. Nóng lên, nhiệt lượng cao bắt đầu nó ảnh hưởng đến phần mạch rè. Ảnh hưởng mạch rè nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm méo tiếng. Đó, thì khi mọi người tách ra được á thì cái phần nóng này kia, cục đẩy công suất này kia nó để riêng ở bên rồi, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến việc cái phần rè của mọi người nữa. Còn nếu mọi người chưa tin hẳn lắm, mọi người muốn trải nghiệm thử thì mọi người có thể đến showroom của Thiên Vũ. Nguyên một hệ thống xem phim của Thiên Vũ hiện tại đều được đánh bằng PAL, được đánh bằng công suất rời, chứ Thiên Vũ không lắp đấu dây đấu loa vô receiver, mà Thiên Vũ chỉ lấy cái phần hiệu ứng trong receiver thôi. Còn phần công suất tất cả là qua PAL hết, để mọi người trải nghiệm sự khác biệt giữa khi đánh PAL và khi đánh qua âm ly receiver. Vừa rồi là một cái mẹo nho nhỏ mình muốn chia sẻ với mọi người. Nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm, mọi người có thể đặt comment phía bên dưới, hoặc mọi người có thắc mắc gì, mọi người có thể gọi điện đến số hotline để mình có thể tư vấn và chia sẻ cho mọi người các kinh nghiệm mà mình đã nắm được sau khi lắp đặt một số công trình. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.